Hello nhá, em xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay vấn đề rất là nan giải, là bị bao hàng rất là nhiều. Vì các bác khi đặt hàng hãy cọc cho em trước khoảng 200-300 nghìn thì thôi. Các bác thiện chí thì nên cọc cho em. Hôm nay em sẽ bóc hàng hoàn ra và em sẽ thanh lý cho các bác. Xem nó có vỡ, tùy từng mức độ em sẽ thanh lý ra cả rất là vừa phải trên tay các bác. Đây là bạn kỹ thuật viên, hôm nay bạn ấy bớt chút thời gian xuống chơi với em. Loa là loa 6012, giá đang là 2,5 triệu. Bọc hàng rất là kỹ càng. Xem bọc hàng rất là không có rất chắc chắn cho khi gửi hàng các bác. Nhưng mà đây này, chưa thèm xem, đã bùng rồi. Giấu tên bác khách hàng, em không muốn cho các bác biết. Đấy, giấu tên, giấu số điện thoại. Rất là chắc. Rồi, không được gì. Đây, để đây em ơi. Rất là đẹp, nguyên si. Vâng, hôm nay thanh lý cho bác 2,3 triệu. Đây, hàng thanh lý gửi đi rồi về vẫn còn nguyên siêu. Thanh lý cho bác 300 nghìn, chất sơn rất si, rất là đẹp. Ok, em bóc cái nốt cái kia đây, cái này có gì không? Cái này trong. Không, loa này hiện tại em đang bán 2,5 triệu. Đôi này em thanh lý một đôi duy nhất là 2,3 triệu đồng cho các bác nào nhanh tay nhất. Đây, hàng hoàn đây, thiên nhiên hoàn. Đây, ngày trước là em là âm thanh Thanh Huyền, bây giờ tên là Công Pro à, chính chủ rồi. Cả tiền cước đi, tiền về này em chịu hết. Đây là ông anh trai. Đấy, bọc rất là kỹ càng nhé. Đây, các bác yên tâm nhận hàng như mới luôn. Không, các bác ở xa thì em sẽ gửi bưu điện. Các bác nào ở miền Bắc thì em sẽ gửi xe khách. 100 nghìn cho một đôi loa này thôi. Với bưu điện thì nó khoảng 250-300 nghìn. Xốp xếp cuốn rất là kỹ càng. Bạn này bạn ấy đóng hàng thì số 1 đấy em. Không ai dám nhận là số 2. Cà phê 052 màu lâu, 2,3 triệu đồng một đôi, thanh lý duy nhất. Có rất là nhiều hàng vùng nữa, tí em live stream cho bác sau. Màu rất là đẹp, không gì hết. Đây, vẫn như cấn một tẹo đây, 2,3 triệu. Không gì hết, mới tỉnh. Ok nhá, thanh lý cho bác 2,3 triệu một đôi, chỉ duy nhất một đôi thôi. Anh em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.